Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ tư, ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý 3 năm 2014. Xã Duy Ninh mở rộng đường giao thông nông thôn. Cần tích cực thực hiện tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm đợt 2 năm 2014. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành cả cuộc đời cho nước cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, dành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 24 tháng 9, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban xây dựng Đảng quý 3 năm 2014 nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác xây dựng Đảng quý 3 và thảo luận về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4. Bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra, trong quý 3 năm 2014, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường lãnh đạo việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy về các vấn đề xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục đào tạo, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 13 trên 13 huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành việc quán triệt nghị quyết Trung ương 9 cho cán bộ chủ chốt. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường và thực hiện theo đúng điều lệ Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, xem xét kết luận việc kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết 30A của Chính phủ tại huyện Minh Hóa. Qua kiểm tra giám sát đã kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm. Bên cạnh đó, công tác dân vận nội chính cũng được các cấp ủy Đảng tập trung thực hiện. Trên cơ sở phân tích những kết quả đạt được và khó khăn hạn chế trong thực hiện công tác xây dựng Đảng quý 3, hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận phương hướng trọng tâm cần triển khai trong những tháng cuối năm 2014, trong đó tập trung các giải pháp để chỉ đạo đối với những lĩnh vực khó, những chỉ tiêu còn thấp. Hôm qua ngày 23 tháng 9, Đảng bộ Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hội nghị đã nghe phổ biến quán triệt những nội dung chính của nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Nghị quyết Trung ương 9 đã đề ra 4 nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, Ủy ban nhân dân huyện, qua đó giúp cho mỗi cán bộ đảng viên trên từng cương vị của mình cần phải phát huy vai trò gương mẫu, tiếp tục học tập, nắm vững tinh thần của nghị quyết và có chương trình hành động phù hợp với thực tiễn của đơn vị để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ngày 23 tháng 9, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tuyên Hóa đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa 5 năm 2014.
Theo kế hoạch, lớp học diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Học viên được tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Khóa học giúp cho các học viên nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững các quan điểm đường lối của Đảng trong thời kỳ mới, từ đó tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 23 tháng 9, huyện Lệ Thủy đã đồng loạt triển khai đợt tiêm vaccine sởi rubella năm 2014. Gần 32.000 trẻ em từ 1 đến 14 tuổi trên địa bàn sẽ được tiêm vaccine sởi rubella. Chiến dịch được chia làm 3 đợt, mỗi đợt từ 6 đến 10 ngày, từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015. Huyện Lệ Thủy phấn đấu đạt 95% trẻ từ 1 đến 14 tuổi được tiêm vaccine sởi rubella. Để công tác tiêm chủng đạt kết quả và đảm bảo an toàn, trước khi diễn ra chiến dịch, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện đã tổ chức nhiều đợt tập huấn về nội dung phòng chống dịch sởi cho các công tác viên y tế, đồng thời phối hợp với các cơ quan đoàn thể của huyện tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, đối tượng, mục tiêu của chiến dịch. Thời điểm này, huyện Lệ Thủy đã đảm bảo đủ vaccine, vật tư, trang thiết bị, nhân lực và nguồn kinh phí cho chiến dịch theo đúng kế hoạch đề ra. Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella trên địa bàn huyện Quảng Trạch được chia làm 3 đợt. Đợt 1 tiêm cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi, thời gian tiêm từ 22 đến 27 tháng 9. Đợt 2 tiêm cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi, thời gian tiêm từ 24 tháng 11 đến 30 tháng 12 năm 2014. Và đợt 3 tiêm cho đối tượng từ 11 đến 14 tuổi, thời gian tiêm từ ngày mùng 2 tháng 1 đến mùng 10 tháng 2 năm 2015. Trong đợt này, huyện Quảng Trạch đã triển khai tiêm tại 60 điểm trên địa bàn. Các điểm được đặt tại trạm y tế xã, trường mẫu giáo và nhà văn hóa các thôn bản. Dự kiến 9.762 cháu được tiêm phòng dịch vaccine sởi rubella. Để đảm bảo an toàn cho công tác tiêm phòng vaccine, huyện Quảng Trạch đã huy động 115 cán bộ tham gia chiến dịch và trang bị đầy đủ cơ sở thuốc tiêm phòng, thuốc chống sốc phản vệ. Với mục tiêu không bỏ sót đối tượng, tránh trùng lập, huyện Quảng Trạch phấn đấu tiêm phòng vaccine sởi rubella đạt trên 95%. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Xã Duy Ninh mở rộng đường giao thông nông thôn. Cần tích cực thực hiện tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm đợt 2 năm 2014. Trong những ngày qua, nhân dân thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh đã ra quân giải phóng mặt bằng, mở rộng đường giao thông nông thôn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hơn 3 năm qua, xã Duy Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều giải pháp tích cực đồng bộ, huy động sức dân hoàn thành nhiều tiêu chí theo kế hoạch. Đối với đường giao thông nông thôn, Hiển Lộc là một trong những thôn triển khai bê tông hóa từ nhiều năm trước, nên có một số tuyến đường chưa đảm bảo kích thước theo tiêu chí giao thông nông thôn mới. Đảng ủy, ban điều hành, ban mặt trận thôn Hiển Lộc và các tổ chức đoàn thể đã họp dân thông qua đề án mở rộng mặt đường. Nhân dân thấy rõ lợi ích thiết thực nên đã đồng thuận hưởng ứng. Chỉ trong đợt 1 đã có 40 hộ dân tự nguyện hiến 376 mét vuông đất, hơn 197 mét tường rào, hàng trăm cây ăn quả và cây lưu niên. Những ngày nay, nhân dân đã và đang tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến đường chính của thôn với chiều dài gần 1.400 mét. Đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trang trại đã hưởng đi được nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Quảng Trạch tập trung phát triển trong những năm gần đây. Mô hình VAC của gia đình ông Nguyễn Văn Lê ở thôn Sơn Tùng, xã Quảng Tùng là một điển hình tiêu biểu. Từ hơn 2 hectare đất vùng đồi núi, ông Nguyễn Văn Lê đã khai hoang phục hỏa để trồng cây, xây dựng gia trại tổng hợp. Tận dụng lợi thế đất ruộng, ông đầu tư nuôi gà thả vườn, trồng cỏ nuôi bò, đào ao thả cá, trồng rừng nguyên liệu. Hiện tại gia đình ông Lê đang nuôi hơn 700 con gà thả vườn. Ngoài ra, ông còn đầu tư nuôi các loài cá như trê phi, cá trôi, cá me, cá trắm cỏ và nuôi thêm bò, trồng hàng ngàn cây bạch đàn, trăm hoa vàng. Ông Lê cho biết, để giảm chi phí và tránh dịch bệnh cho đàn gà, ông đã thường xuyên tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại. Chất thải của gà ông tận dụng làm thức ăn cho cá kết hợp với thức ăn bột và cỏ từ trong, ông đã tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn. Với mô hình này, sau khi trừ chi phí bình quân mỗi tháng, gia đình ông Lê có nguồn thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch tiêm phòng vaccine cho gia súc gia cầm đợt 2 năm 2014 đã kết thúc. Tuy nhiên, kết quả tiêm phòng các loại vaccine đạt thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là đối với vaccine cúm gia cầm.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương và ý thức chấp hành của một bộ phận người chăn nuôi còn hạn chế. Phóng sự sau được thực hiện tại huyện Lệ Thủy, địa phương có đàn gia cầm lớn nhất trong toàn tỉnh, sẽ phần nào phản ánh thực trạng trên. Mặc dù thời điểm tiêm phòng vaccine cúm gia cầm đã kết thúc, nhưng hiện nay cán bộ thú y địa phương và anh Võ Đình Hiền, chủ trang trại chăn nuôi ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, mới bắt đầu tiêm cho đàn gà hơn 5.200 con. Đăng ký thuộc y xã thì họ cứ đưa về thì mình mới tiêm, chứ còn những cái tháng mà ít thì cũng không tiêm. Chỉ có đầu tháng cuối tháng riêng và đầu tháng 2, về thường thường là những cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 là. Theo kế hoạch, trong đợt tiêm vaccine cúm gia cầm đợt 2 năm 2014, xã Hưng Thủy được giao tiêm 7.000 con. Tuy nhiên đến nay, địa phương mới chỉ tiêm được 5.500 con. Hiện nay các hộ chăn nuôi vẫn đang tiếp tục đăng ký và nhận vaccine tiêm cho đàn gia cầm. Dự kiến địa phương sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm phòng vào ngày 27 tháng 9, muộn hơn so với kế hoạch chung của tỉnh gần nửa tháng. Tất cả các loại gia súc, gia cầm nằm trong diện tiêm đã đạt được khoảng 50% số lượng theo kế hoạch. Đồng thời như vậy là so với kế hoạch của là Ủy ban nhân tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của tỉnh cũng như Chi cục Thú y của tỉnh của huyện thì có chậm hơn. Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân xã tiếp tục chỉ đạo như vậy là ban thú y của xã và các thôn cũng như các ban ngành liên quan của xã sẽ tiến hành tiêm hết cái đàn gia súc, gia cầm các loại theo kế hoạch. Không chỉ riêng Hưng Thủy, 13 xã khác của huyện Lệ Thủy cũng triển khai kế hoạch tiêm phòng vaccine cúm gia cầm muộn hơn so với kế hoạch chung của tỉnh. Cụ thể, đến nay toàn huyện mới chỉ tiêm phòng được 200.000 liều trên tổng đàn 655.000 con gia cầm. Trong khi đó, huyện Lệ Thủy là địa phương có mật độ chăn nuôi gia cầm và thủy cầm lớn nhất trong tỉnh, nhưng lại có tỷ lệ tiêm phòng vaccine cúm gia cầm thấp nhất. Triển khai từ ngày 17 đến ngày 27 sau lễ xong đã mới triển khai đó. Số lượng đăng ký vaccine thì đó là cái đăng ký vaccine là kế hoạch của huyện giao, còn địa dân thì bình thường nhỏ lẻ thì họ cũng ít đăng ký tiêm vào tháng 9 là trạt lục, cho nên họ là giảm bớt chăn nuôi. Đặc thù của xã thì hiện nay là các cái đàn chăn cái trang trại chăn nuôi lớn thì để mua mưa lũ thì người ta chạy đàn hoặc là người ta tổ chức bán, nhưng mà chủ yếu là hiện nay là tiêm nhỏ lẻ trong dân, thì cũng hiện nay thì là công tác mà đi tiêm vaccine cho các cái đàn công dân thì là cũng gặp khó khăn vì là cái thời gian, thứ hai nữa là dân người ta nuôi nhỏ lẻ cho nên là thì công tác tiêm thì đang khó khăn. Ủy ban xã sẽ tiếp tục chỉ đạo cho ban thú y của xã tổ chức tiêm phòng vaccine cho gia cầm đạt được kết quả tốt trong thời gian tới. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là huyện Lệ Thủy còn 13 xã thị trấn vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký vaccine với cơ quan thú y để triển khai kế hoạch tiêm phòng theo quy định. Nguyên nhân của tình trạng này là do chính quyền địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng vaccine cho gia cầm và tâm lý người chăn nuôi vẫn rất lơ là chủ quan. Hiện nay, thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa là điều kiện thuận lợi để các loài virus phát sinh gây bệnh. Bên cạnh đó, ở tỉnh Quảng Trị, địa phương giáp ranh với tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện ổ dịch cúm AH5N6 chưa qua 21 ngày. Vì vậy, cơ quan thú y tỉnh yêu cầu các địa phương tích cực phối hợp tăng cường công tác chỉ đạo điều hành để tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm phòng vaccine có hiệu quả. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều ngày 24 tháng 9, khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời có lúc nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, trời có lúc nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, trời có lúc nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.